Chân thành cảm ơn với khán thính giả Văn Diễu Văn tầng 57.3 trong chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống. Kính thưa quý vị, phần 1 chương trình trong căn bệnh tiền mãn kinh, chị Tina đã giới thiệu với chúng ta về cái triệu chứng của căn bệnh này. Và bây giờ phần 2 chương trình thì là những cái loại thuốc nào mà giúp cho căn bệnh của chúng ta sẽ dễ dàng hơn và những người phụ nữ đỡ phải lo lắng về căn bệnh này hơn. Chị Tina, như lúc nãy chị nói rằng là khi mà người ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có thể dễ bị tim mạch hay là xương loãng, hay là nói chung là những căn bệnh bắt đầu nó gần như nó dễ xảy ra. Thì không, bây giờ lỡ bị bệnh như vậy rồi, bây giờ mình phải biết làm cách nào chị để mình giải quyết những căn bệnh đó? Khi mà mình đến cái tuổi tiền mãn kinh đó, khoảng tuổi 50-51 đó, thì mình biết là thế nào mình cũng cái cơ hội bị tim mạch nó tăng lên, bệnh rỗng xương tăng lên, cái cơ hội bị ung thư ngực nó cũng sẽ tăng lên, tại vì người mình thiếu cái chất estrogen. Thì bây giờ mình phải làm sao về cái bệnh tim mạch đó để mà mình phòng ngừa? Thì cái giới thiệu tốt nhất đó là mình phải tập thể dục, đi bộ mỗi ngày khoảng nửa tiếng, hay là mình tập thể dục trên treadmill mỗi ngày nửa tiếng để nó điều hòa cái nhịp tim của mình. Đó, ăn uống điều độ, tránh những cái thức ăn mà có thể gây ra bệnh tim mạch, bệnh rỗng xương. Ăn uống ăn nhiều vegetable, nhiều rau quả, trái cây, uống thuốc bổ vitamin, uống calcium, vitamin D. Còn để bệnh rỗng xương thì nếu mà mình không có biết chắc là mình có bị rỗng xương hay không thì mình đề nghị bác sĩ cho mình đi thử xương. Rất là cái thủ tục nó rất là đơn giản. Thì khi mà thử xương rồi đó thì họ sẽ đo ra, bác sĩ nhìn con số thì biết là mình có thực sự rỗng xương hay không. Nếu có thì cho mình cái thuốc mình uống, có thể mỗi tuần một lần, có thể là mỗi tháng một lần. Còn về cái ung thư ngực đó thì mình nên đi làm khám ngực mỗi năm một lần, gọi là cái thủ tục nó gọi là mammogram. Thì theo cái cơ quan của về chuyên về bệnh ung thư đó, ngực đó, thì họ giới thiệu là khi mà mình 40 tuổi thì mình nên làm mammogram, tới 45 cho đến 55 tuổi là mình nên làm mỗi năm một lần, sau 55 tuổi thì cứ 2 năm làm một lần. Đó, thì mình làm mammogram ra thì bác sĩ pretty much là khoảng chừng 70% có thể cho mình biết là mình có nhiều cái cơ hội, nhiều cái risk để mà bị ung thư ngực hay không. Vậy là nói chung chúng ta phải nhờ đến bác sĩ khám cũng như là tìm hiểu hơn mình nếu như khi sau khi tiền mãn kinh mình sẽ xuất hiện những căn bệnh nào trong người phụ nữ. Và chị Tina, khi mà mình đã đến cái giai đoạn mà tiền mãn kinh cũng như là người phụ nữ gần hết kinh như vậy thì có những cái loại thuốc nào mà giúp cho người phụ nữ uống và họ sẽ duy trì được, nó gọi là tuổi thanh xuân, cũng như là mọi cái tinh cơ thể họ nó sẽ còn mướt mát hơn so với cái việc mà nếu mình không dùng thuốc không chị? Đúng. Đã nói bệnh hồi nãy từ đầu mình nói rồi, đã nói bệnh thì phải có thuốc. Thì cái thuốc căn bản để chữa cái bệnh tiền mãn kinh hay là mãn kinh đó thì mình gọi là hormone replacement therapy, thuốc thay thế estrogen. Đó, thì những cái thuốc mà thay thế estrogen đó thì nó có hai loại. Thuốc có toa bác sĩ, loại thứ hai là những cái thuốc thực phẩm chức năng, natural product, vitamin không cần toa bác sĩ. Thì Tina sẽ đi nói về những cái thuốc cần toa bác sĩ trước, những cái chất estrogen. Thì nói chung là loại nào loại nhưng mà vẫn là cái hormone estrogen, làm sao mà mình thay thế lại vô cơ thể mình. Thì ở ngoài thị trường hiện tại thì có là thuốc tablet, thuốc viên để uống, thuốc kem để mình bơm vào âm đạo. Có thuốc kem. Kem giống như là Premarin cream nè, Estrace cream nè. Mấy bác nào mà lớn tuổi mà đã từng được xài, bác sĩ cho xài hai cái cream đó là mấy bác biết rồi. Mỗi tuần mình bơm vô khoảng 2 lần. Thì nó hấp thụ từ cái âm đạo, nó chạy lên trong máu của mình rồi nó chạy khắp cơ thể. Nó cũng dễ dàng sử dụng mà nó không có phản ứng phụ phải không chị? Rất là dễ sử dụng. Rồi nó có cái thuốc gel. Thuốc gel này á, nó cũng hay lắm, mình chỉ bôi vào da của mình đây nè. Là nó thuốc nó đi da, chỗ nào cũng được hả chị? Thường thường người ta bôi lên đây cái tay của mình đó. Nó thấm thì vào trong nó da. Thấm vào trong da, nó đi vào dòng máu. Rồi có cái thuốc nữa đó là dán. Đó, có nó thuốc nó để trên cái miếng thuốc dán giống như salon pass đó. Thì đó, nó làm cái thuốc dán, nó bây giờ nó làm hay lắm. Cái thuốc dán có bằng đầu ngón tay cái của mình thôi. Đó, mình dán sau đây.
dán sổ cổ đây đó, mỗi tuần mình chỉ cần dán một miếng thôi. Đó thì những cái thuốc đó là nó giúp cho cơ thể của mình lấy lại cái chất estrogen, nó giống như bữa mình nói cái nicotine mà nicotine cho người thuốc đó. Đó là những cái thuốc estrogen. Cái loại thuốc thứ hai đó là loại thuốc để trị những cái symptom của những người bị rối loạn về sinh lý, những người bị trầm cảm, những người do cái thiếu estrogen mà ra. Thì bác sĩ thường thường cho cái toa đó là những cái thuốc anti depression, là những thuốc chữa bệnh trầm cảm, giống như thuốc Paxil nè, thuốc Prozac, thuốc Zoloft, thuốc Effexor. Thì mấy bác có thể có nhiều bác đã cũng đã từng uống qua, cái liều lượng nó thấp thấp thôi, không cần phải cao lắm, uống vào để cho cảm thấy là mình hormone của mình đó, nó được trở lại, coi như nó ba lên, nó trở lại bình thường. Còn bác nào mà bị nặng quá nữa đó thì bác sĩ nhiều người ta bị đến nỗi mà người ta tăng huyết áp, thì bác sĩ phải cho những cái thuốc giống như clonidine để làm giảm huyết áp xuống. Thì những cái thuốc đó thì nó hơi có nhiều side effect, nhưng mà chỉ là cũng tạm thời thôi chứ không cần phải uống lâu. Tina muốn nói thêm cái này nữa là cái estrogen thì cơ quan về ung thư ngực của nước Mỹ đó, họ chỉ recommend đó là bác sĩ chỉ nên cho bệnh nhân uống estrogen 5 năm thôi, đừng có uống quá 5 năm. Tại vì hồi xưa đó thì người ta làm một cái study, người ta nói là estrogen tốt vô cùng, uống vô là sẽ không bị tim mạch. Nhưng mà cách đây, nếu mình Tina nhớ không lầm á, là khoảng 7-8 năm thì có một cái tin tức nó ra, coi như là toàn thế giới, giống như người ta quan tâm về sức khỏe đó, mình nói là tin động trời. Tất nhiên là bây giờ cái thuốc estrogen nó không có help gì để bệnh tim mạch nữa hết. Đó, nó không có giúp để giảm được cái nguy cơ bị tim mạch. Đó, thành ra họ nói đừng có uống nữa. Đó, họ không giới thiệu cho mình uống. Thì nhưng mà sau khi bác sĩ không cho uống nữa thì bệnh nhân lại bị thiếu estrogen, lại bị khó chịu, bị những cái triệu chứng khác. Cho nên bây giờ để cho cân bằng đó, mà người ta cũng thấy là không, trong vòng 5 năm á, mình uống á, thì nó an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Chị Tina này, nãy giờ chị đang giới thiệu cho khán giả về những loại thuốc dành cho những người tiền mãn kinh. Thì những loại thuốc này có thể dễ dàng đến tiệm thuốc tây của chị mua mà không cần toa bác sĩ không? Những loại thuốc này cần toa bác sĩ, bác sĩ phải biết toa thì bệnh nhân mới mua được. Tại vì cái hormone estrogen nó cũng quan trọng lắm, nó có liều lượng đàng hoàng, người còn nhiều người còn ít. Chứ không phải ai cũng ra uống bao nhiêu cũng được. Ngay cả cái dán, cái xoa gì đó cũng phải đúng, có bác, phải toa ra toa bác sĩ. Đó, nhưng mà cũng có những loại mà estrogen tự nhiên thì không cần toa bác sĩ. Thì bây giờ mình sẽ kể. Như các bệnh nhân quý vị biết rồi, có cái sữa đậu nành, cái chất đậu nành đó là cái chất nó tự nhiên từ cây, nhưng mà nó có rất là nhiều estrogen. Đó, nếu mà mình uống sữa đậu nành thì cơ thể mình có thể không cần phải uống một trong những cái estrogen Tina kể trên đâu. Sau này từ khi mà họ khám phá ra, họ nói là cái estrogen mà mình uống vào đó, cái chemical estrogen, nó có thể nó không có giúp gì cho tim mạch mà nó còn hại đó. Thì bắt đầu người ta khuyên bệnh nhân nên uống natural estrogen, là uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành, mình mua cái hộp đậu nành về mình nấu thành sữa đậu nành mình uống là tốt nhất. Mình đừng bỏ đường. Okay. Nhưng mà rất là nhiều người không có thời giờ để làm, mà cũng không biết làm. Thì cho nên họ sản xuất ra những cái viên thuốc đậu nành sẵn cho mình chỉ mua về mình uống mỗi ngày thôi. Tiệm thuốc nào cũng có bán hết, Costco, Target, Walgreens, pharmacy của Tina cũng có cái thuốc sữa đậu nành. Là cái loại đó là không cần toa bác sĩ chị ha? Không cần toa bác sĩ. Một vài cái tên giống như Estroven, Estrosoy, Healthy Woman Soy, Soy Care, Puritan, những cái tên đó. Mình đi ra pharmacy, mình nhìn thấy trên cái quầy đó, nó để là soy product hay là soy supplement, thì nó có cả một 10 thứ khác nhau. Hay là nhiều khi hiệu Walgreens họ cũng có cái thuốc soy đó. Thì những cái đó là mua thoải mái từ nho. Direction để uống thì một ngày một hay hai viên gì đó trên cái hộp có nói. Ngoài ra có một hai cái nữa là cái thuốc Black Co-host hay là cái Bramro Oil hoặc Flaxseed Oil. Thì những cái này nó không có thông dụng lắm, nhưng mà nó cũng có giúp cho mình để cho mình cái estrogen.
Và kính thưa quý vị, nãy giờ là những loại thuốc mà rất là thông dụng cho những cô nào mà đến cái tuổi tiền mãn kinh. Nó giúp cho cái tuổi thanh xuân của chúng ta đi chậm lại hơn và giúp cho con người ta nó càng ngày không phải khó tính hay nóng nảy giống như là những người tiền mãn kinh mà không uống thuốc vô hoặc là không có bổ sung những cái đó thì sẽ làm cho cái tuổi trẻ cũng như là cái sắc đẹp của cơ phụ nữ nó không có còn giữ được lâu dài. Cảm ơn chị Thina rất là nhiều đã giới thiệu cho quý vị những loại thuốc đó. Và Nhật Khánh và chị Thina rất cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm buổi thóc xuân ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và xin hẹn lại quý vị vào lần sau. Cảm ơn Nhật Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình VNA 57.3.